Máy nướng xúc xích là thiết bị có khả năng nướng xúc xích tự động, không cần phải lật trở hay điều chỉnh ngọn lửa như cách chiên hay nướng thông thường. Máy có hệ thống thanh quay tự động kèm bộ gia nhiệt tự ngắt khi đủ nhiệt, giúp cho những chiếc xúc xích được lăn đều và chín đều mọi mặt, vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu máy nướng xúc xích 7 thanh nhiệt. Mẫu này có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 56 x 34 x 48cm, tạo cho ta một không gian nướng vô cùng rộng rãi và một năng suất nướng không hề nhỏ, từ 28 đến 32 chiếc trên một mẻ nướng. Với việc sử dụng 3 mặt kính cường lực trong suốt kèm một tấm kính uốn cong, giúp cho mẫu tủ này có khả năng trưng bày thực phẩm bắt mắt và thu hút được ánh nhìn của thực khách. Ta đi tìm hiểu thực tế nhất về mẫu máy này. Đây là 7 thanh nướng. 7 thanh này đều được làm từ inox. Phía dưới này là khay hứng dầu mỡ, trong quá trình nướng sẽ rớt xuống đây. Về phần bộ phận điều khiển, ở đây ta có 2 công tắc. Đây là công tắc điều chỉnh trục xoay, khi bật lên 7 thanh này sẽ xoay đều. Bên này là công tắc điều chỉnh bóng đèn chiếu sáng cho không gian nướng. Mẫu 7 thanh này thì vẫn trang bị 2 bộ núm điều chỉnh nhiệt độ như mẫu 10 thanh, cho chúng ta lựa chọn mức nhiệt từ 50 đến 300 độ C. Núm đầu tiên sẽ điều chỉnh nhiệt độ của 4 thanh phía ngoài, núm sau là 3 thanh trong cùng. Khi vặn chọn nhiệt độ thì đèn báo của 2 núm này sẽ chuyển sang màu đỏ. Tổng quan của mẫu này thì phần khung vỏ đều làm 100% là inox cao cấp, sáng bóng. Kính thì mẫu này sử dụng là kính cường lực, vô cùng dày dặn, cứng cáp. Phía hai bên sườn thì đều trang bị lỗ thoát khí, làm giảm hiện tượng nóng máy khi sử dụng. Phần này là điểm nhấn nổi bật nhất, một tấm kính cong bo tròn từ dưới lên trên, tạo cho máy có một không gian mở để trưng bày, vô cùng là tiện lợi, đúng không nào? Có thể khẳng định máy nướng xúc xích 7 thanh là sản phẩm chiên nướng xúc xích nhanh, đẹp mắt, ít dầu mỡ, an toàn, bền bỉ, làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất. Để đặt mua cũng như tìm hiểu về mẫu máy này, các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc truy cập website maythailong.com để tham khảo cũng như tìm hiểu thêm các mẫu máy nướng xúc xích khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!